Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube cũng như các nền tảng khác của công ty âm thanh Sao Mai, saomaiaudio.com. Hôm nay chúng ta đang đứng trước khuôn viên của một trong những cái giáo xứ mà chúng tôi đi lắp đặt âm thanh được với hàng gần 300 ngôi nhà thờ. Đây là một trong những cái ngôi nhà thờ rất là đặc biệt. Đây là nhà thờ giáo xứ Văn Phú thuộc tỉnh Quảng Bình, ở chỗ gần thị trấn Ba Đồn, xã Hữu Văn. Đây, chúng ta đang xem toàn bộ cái phần cuối là bốn cột tháp. Đây, bốn cột, tức là có bốn cái cột tháp phụ ở bốn xung quanh, và ở giữa kia là sẽ mọc lên một cái cột tháp chính. Đây sẽ là ngôi nhà thờ với 5 cột tháp. Bên dưới hoàn toàn xây bằng đá phiến, những cái đá tảng rất là to được ghép lại. Bên trong thì toàn bộ nhà thờ bằng gỗ. Đây, chúng ta sẽ chứng kiến, chúng ta xem hệ thống đá trà sứ và giáo dân đưa về. Thực sự là quá nhiều đá mà rất là hùng vĩ. Đây là khu linh đài của Đức Mẹ La Vang. Khuôn viên đang được làm. Chúng tôi vào đây lắp âm thanh từ năm 2020. Đấy, bốn ngọn tháp. Để xem toàn bộ phần khu tháp này nó tương đương với 3 gian. Hoàn toàn bằng đá khối, đá tảng. Cái giải thợ và những người thợ đá rất là lành nghề, chuyên nghiệp được đưa về đây làm, họ làm trong mấy năm nay. Đá tảng. Đấy. Đá này là nguyên khối các bạn. Đấy là xem chỉ đây. Đá xanh nguyên khối, rất là cứng. Công trình này là công trình hàng trăm năm. Đây là khu vực bên trong của chân tháp. Bằng hai gian nhà. Với 5 cột tháp thì đang làm 4 cột, 4 xung quanh. Và cột tháp cuối cùng là sau cột. Đây một gian nữa, chân tháp một gian nữa, bằng ba gian nhà thờ. Để cho xem các nhà thờ hoàn toàn bằng gỗ, 4 hàng cột gỗ, gỗ tự nhiên. Đây, hệ thống loa Bose chúng tôi đã lắp từ năm cuối năm 2020 cho đến bây giờ. Hệ thống loa hoạt động rất là tốt, rất là ấn tượng. Cha xứ và bà con cũng rất là mừng và rất là ưng ý, nên toàn bộ hệ thống các cái âm thanh và các công trình lớn thì đều phần hạng mục âm thanh là đều nhờ và giao cho công ty Sao Mai Audio chúng tôi phụ trách. Đó là xem hoành khi kiến trúc nhà thờ gỗ. Các giải thợ và các cái giải cột này là đa số là những cái khu vì xa kèo cột này, là một trong những khu rất là khó được mời các thợ trực tiếp này, các thợ nổi tiếng từ giải thợ từ Bùi Chu, Hải Hậu, người ta vào đây người ta làm. Đây, chúng ta xem. Trên là sơn son thiếp vàng, có những cái điểm nhấn quan trọng thì làm bằng 24 carat, đa số thì cũng là làm bằng cái vàng nhiếp. Đấy, xem. Đấy. Hệ thống gian công thánh, bàn thờ chính,
bục giảng lời Chúa. Hiện nay là đây là một trong những ngôi nhà thờ gỗ lớn nhất của Việt Nam. Hệ thống loa Bose MA12. Xin hẹn gặp các bạn ở phần tiếp theo. Để chúng tôi sẽ review về ngôi nhà thờ rất là đặc biệt này. Xin cảm ơn các bạn.